Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tuần tới đang nhận dự báo tích cực từ giới chuyên gia, tuy nhiên nhà đầu tư đang dần mất đi niềm tin vào kim loại quý này. Cụ thể, giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch này bằng một phiên tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,24%, hiện tại đứng ở mức 2.338 USD trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD đóng cửa tuần này bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,47% và giao dịch ở mức 106 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, đứng ở mức 62.794 USD trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,669% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 83,68 USD trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Với cuộc khảo sát vào tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cho thấy, các nhà đầu tư ngày càng mất niềm tin vào kim loại quý này, trong khi các nhà phân tích thì vẫn khá lạc quan. Cụ thể, trong tuần này, có 10 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kiko News. Các quan điểm gần như giống hệt với tuần trước, với 7 chuyên gia tương đương tới 70% dự đoán vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới. Trong khi đó, có 2 nhà phân tích chiếm 20% cho rằng vàng tiếp tục giao dịch đi ngang. Chỉ có 1 nhà phân tích tương đương 10% dự đoán giá vàng giảm. Trong khi đó, chỉ có 155 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, và đáng chú ý là số nhà đầu tư cho rằng kim loại quý này tăng giá đang giảm xuống nhanh chóng, với 74 nhà đầu tư chiếm 48% kỳ vọng vàng còn tăng trong tuần tới, 46 người khác tương đương 30% dự đoán giá vàng giảm. Trong khi đó, 35 người được hỏi tương đương 22% cho rằng thị trường kim loại quý đi ngang trong tuần tới. Theo Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Baldwin Global Forex, là một trong những số người cho rằng giá vàng tuần tới diễn biến theo hướng tích cực. Tôi cho rằng giá vàng có thể kiểm tra mức 2.370 USD trên một ounce trong những ngày tới. Phép thử thực sự với vàng là tư liệu việc làm của Mỹ trong tuần tới. Một báo cáo việc làm thất vọng có thể khiến đồng bạc xanh và lãi suất giảm xuống, đồng thời nâng giá vàng lên theo vị chuyên gia này cho hay. Còn theo ông Anson Day, chủ tịch của Anson Day Asset Management cũng cho rằng giá vàng sẽ cao hơn trong tuần tới. Ông nói, việc mua vàng trên toàn thế giới đang tăng lên, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua dòng vàng. Mua sắm của người tiêu dùng Trung Quốc cũng tăng lên trong năm nay, các quỹ ETF vàng đang bắt đầu chứng kiến một số dòng vốn đổ vào sau khi bán ra đều đặn và không ngừng cho hầu hết năm ngoái và đầu năm nay. Trong khi đó, theo Adam Burton, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại forexline.com cho biết đang phân tích nhu cầu thị trường vàng để tìm manh mối về hướng đi trong tương lai. Còn theo James Talley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại forex.com cho rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ gửi đi một số tín hiệu ôn hòa và điều này sẽ hỗ trợ cho vàng. Còn theo Sinlert, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Wall Street cho rằng để chính trị và lạm phát sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao hơn. Theo Sinlert cho biết ông không tin tình hình Trung Đông đã thực sự hạ nhiệt và ông dự đoán sẽ có nhiều xung đột hơn trong thời gian tới. Các tin tức kinh tế nổi bật trong tuần tới có thể ảnh hưởng đến giá vàng là quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào ngày thứ Tư. Bên cạnh đó là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào ngày thứ Sáu. Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ chú ý đến báo cáo niềm tin người tiêu dùng Mỹ vào ngày thứ Ba, việc làm phi nông nghiệp ADP vào thứ Tư, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp vào ngày thứ Năm và công bố PMI dịch vụ ISM vào ngày thứ Sáu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Nhìn chung thì đến thời điểm phiên tối ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng không có nhiều thay đổi so với đầu giờ chiều nay. Hiện tại cũng chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh tăng giảm với mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn bố số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối cùng của bản tin này. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm phiên cuối ngày hôm nay được ngân hàng nhà nước giữ ở mức 24.246 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ các hàng thương mại sau khi giảm 30 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, chờ bán ra không có thay đổi trong phiên trưa nay, thì đến thời điểm này cũng không có điều chỉnh. Mua vào mức 25.088 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.458 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do sau khi điều chỉnh tăng mạnh 85 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, tăng 65 đồng trên một đô la Mỹ bán ra trong phiên trưa nay, tới thời điểm này không có thay đổi và đang được mua vào ở mức 25.615 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra ở mức 25.695 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết từ ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra vẫn đang ở mức 2 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 260 nghìn, bán ra 8 triệu 480 nghìn. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 320 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 325 nghìn, bán ra 8 triệu 510 nghìn. My Hồng SJC mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 450 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn. Ngân hàng TP Gold mua vào 8 triệu 260 nghìn, bán ra 8 triệu 480 nghìn. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 522 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại không có thay đổi về giá, chênh lệch giữa hai chiều mua vào chỉ bán ra vẫn duy trì ở mức cao, ở mức 2 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. STC Huế mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. STC Bạc Liêu mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì tạm thời cũng không có điều chỉnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 380 nghìn, bán ra 7 triệu 550 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 370 nghìn, bán ra 7 triệu 470 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 196 nghìn, bán ra 7 triệu 396 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 368,1 nghìn, bán ra 5 triệu 618,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 120,4 nghìn, bán ra 4 triệu 370,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 880,3 nghìn, bán ra 3 triệu 130,3 nghìn. Nhân bột số 9 tại PNC mua vào mức 7 triệu 380 nghìn, bán ra 7 triệu 560 nghìn. Hiện tại thì cũng không có thay đổi và mức giá này đã áp dụng cho cả 3 hệ thống Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 458 nghìn, bán ra 7 triệu 618 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7 triệu 480 nghìn, bán ra 7 triệu 650 nghìn, giảm 250 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 200 nghìn đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 25 nghìn đồng trên một chỉ chiều mua, 20 nghìn đồng trên một chỉ tại chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.